Cũng trong sáng ngày hôm nay mùng 8 tháng 3, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol tại Phú Thọ. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Cùng với bị cáo Đinh La Thăng, sự xuất hiện của bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa sáng nay cũng thu hút nhiều sự chú ý. Trong vụ án này, bị cáo Đinh La Thăng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Còn bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong phần thủ tục, bị cáo Trịnh Xuân Thanh nêu ý kiến, đây là phiên tòa xét xử công khai, đề nghị hội đồng xét xử cho người nhà bị cáo được tham dự phiên tòa. Về đề nghị này, hội đồng xét xử cho biết phiên tòa diễn ra trong thời điểm diễn ra dịch COVID-19 nên hội đồng xét xử hạn chế người đến tòa. Trong phiên xử hôm nay, tòa triệu tập nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có ông Trịnh Xuân Giới là cha ruột của bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, ông Giới vắng mặt và ủy quyền cho cháu nội của mình tham gia phiên tòa. Theo cáo trạng, ông Giới được xác định có liên quan đến quá trình Trịnh Xuân Thanh gây thiệt hại cho PVC thông qua việc mua 3.400 m² đất ở thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Phiên tòa này dự kiến kéo dài trong 10 ngày kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.